Hi, chào mọi người đã trở lại với kênh của mình nha. Không biết mọi người còn nhớ mình không nè, đừng có nói là mới mấy ngày không ra clip cái mà mọi người đã không còn nhớ mình là ai nha, như thế là mình buồn lắm nghe chưa? Tiện thể mình xin chào những bạn lần đầu tiên tới kênh mình nha, lần đầu ghé qua clip của mình thì tiện thể cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Và những bạn cũ thì mình xin cảm ơn đã luôn ủng hộ mình nhé, và đừng quên là chia sẻ đến mọi người mà bạn biết nha. Kênh của mình thì chuyên làm những clip liên quan đến mùa hiện tại, những clip giải thích cơ chế cũng như cách vận hành một trận đấu sao cho lấy một sao một cách đơn giản nhất. Hoặc cũng là những clip giải đáp thắc mắc của mọi người luôn đó, mọi người cứ có câu hỏi nào thì đừng ngần ngại cứ comment xuống phía dưới. Mình sẽ lên clip giải đáp cho nha, nếu không có thời gian thì mình sẽ giải đáp bằng cách comment lại, mà thường thì mình sẽ lên clip luôn. Cho mọi người cùng biết, bởi có một số câu hỏi rất hay và có thể bạn cũng cần biết. Như một số mẹo lên danh, lên điểm chiến lược nhanh nhất. Mà không phải ai cũng biết, một khi đã biết những mẹo này, thì việc lên chiến tường với lên top Việt Nam là điều đơn giản trong lòng bàn tay mà thôi. Như mùa này thì đừng như mình nhé, đừng có lên cầm Elan đi rừng nha, vì mùa này AD đi rừng không còn hợp meta như những mùa trước nữa. Mùa này cầm AD đi rừng như mũi trích ly lốc luôn, bắn mấy con đấu sĩ đi rừng muốn khóc luôn đó. Tại mình biết cách lên đồ cho tùy trận đấu, nên mình hiểu cũng như biết cách chỉnh phù hiệu bằng ngọc sao cho phù hợp với trận đấu, lên với tự tin dám cầm Elan. Chứ mùa này cầm Elan thì 10 trận được bích, thì hết 9 trận hủy trận đầu nếu anh em ở danh cao. Không những thế, đã bích được rồi, nhưng tem lại không cho đi rừng. Lên đành phải đi AD, mà anh em biết rồi, Elan mà đi AD thì không khác gì, một con lính biết cầm cái lồng đèn biết đánh ấy. Mà cũng sắp đến Trung Thu rồi, anh em có thấy cái lồng đèn của Elan giống cái lồng đèn Trung Thu không? Mà nói tới Trung Thu với nhớ. Trong một năm thì mình thích nhất là cái ngày đến Trung Thu, tuy đã lớn lắm rồi, mà cứ tới cái tối Trung Thu là mình với mấy đứa nhỏ cùng nhau cầm lồng đèn, đi lòng vòng hết cái xóm cái làng luôn. Quẩy banh lóc nhà lên thì thôi, được cái cảm giác không suy nghĩ đến tương lai nữa, không còn áp lực cuộc sống, cái cảm giác mà lúc đó hóa vào một đứa trẻ vô tư nó sung sướng gì đâu. Còn bây giờ thì cứ xu hết đầu lên với đồng các bài tập, các deadline đến không biết ngừng nghỉ luôn. Nói vậy thôi chứ, vẫn đủ thời gian để ra những video giải trí cho mấy bạn xem nha, miễn là phải ủng hộ mình đó. Và lên nhớ nè, Trung Thu sắp đến rồi đó, nghe đâu nói thời tiết năm nay lạnh lẽo lắm. Thế lên ngay bây giờ hãy book cho mình một con gấu 50kg đi nha, còn có cái để ôm nữa. Chứ Trung Thu này mà không có gấu ôm là lạnh lẽo con tim lắm, còn nếu không có thời gian kiếm thì ngay bây giờ. Hãy comment xuống dưới để cho nhau cơ hội làm quen ngay đi nào. Nhất là mấy ông con trai, hãy chủ động tí đi nha. Chứ bây giờ mấy bạn con gái có già lắm rồi đó, không chủ động là không có gấu ôm đâu nha. Còn mấy bà con gái thì cho nhau cơ hội bằng cách xếp tin nhắn đi nhớ. Công việc nhẹ lương cao như vậy là chỉ có ở kênh mình thôi đó nha, chứ mấy kênh khác thì làm sao mà có chứ nhỉ. Vậy lên đừng tiếc gì cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Đó không những là một lời cảm ơn của các bạn dành cho mình, mà nó còn là một động lực giúp mình ra những video tiếp theo nhé. Còn yêu quý mình nữa thì hãy comment ngay xuống dưới này là My yêu AD là mình tự động dép lại các bạn nha. Còn các bạn muốn hỏi mình cái gì hay chưa hiểu cơ chế hoạt động ra sao thì cũng đừng ngại gì mà không hỏi mình nhé. Mình sẽ không ngại gì mà dép từng người đâu nè, bởi sự nhiệt tình của mấy bạn ở clip trước đã tạo ra một động lực vô cùng lớn cho mình rồi. Ở clip trước, mấy bạn có bảo Elan chỉ yếu khi gặp Iberlet, Taza, Lumbua thôi phải không? Thì đó là mấy bạn ở danh cao thủ 50 trở xuống, thì với thấy mấy vị tướng đó khắc chế được Elan thôi nhé, còn lên chiến tướng 50 trở lên, thì nó lại là một câu chuyện khác. Thì mình chả thấy sợ Taza với Iberlet cho lắm, bởi chỉ cần lên một món xuyên giáp với một món đánh theo phần trăm máu là có thể ăn được hai vị tướng đó rồi. Bởi mình đã bảo rồi, tùy theo trận đấu mà lên đồ, chứ không phải trận nào cũng lên đồ như trận nào. Trận nhiều đấu sĩ, nhiều tanker thì lên đồ theo cách nhiều xuyên giáp và có thêm món đánh theo phần trăm máu. Còn trận gặp nhiều phép thì phải lên thêm cái cây kiếm có thể bùng giáp phép vào ra, không thì muốn trâu hơn nữa thì lên thẳng huân chương tròi luôn cũng được. Còn trận gặp rừng hay tóc nó cũng là ở đề giống mình, thì lên đồ giống y như phần mô tả ở video của mình là được nhé. Bưu đồ cũng như bảng ngọc của mình là bưu đồ xuất sát thương nhé, lên chỉ cần bắn 2-3 cái là chết ngay ấy. Trận này tuy tem bạn nhiều đấu sĩ, tanker nhưng mình vẫn lên đồ xuất sắc thương thử xem sao nè. Nếu mấy bạn thấy cầm bưu đồ của mình thấy mạnh, thì comment xuống dưới cho mình biết nhé. Còn mấy bạn cần bảng ngọc của Elan lên đồ tốc đánh thì kêu mình nha, mình sẽ đưa bảng ngọc đó cho mọi người tham khảo nè. Trừ mấy cái bảng ngọc của bảng xếp hạng, đa là cày thuê cũng như treo điểm, thế lên không có đúng đâu nhé.
Mà không biết có mấy ông treo điểm ở đây không nhỉ? Nói thiệt là mình không thích mấy ông treo điểm vãi ra. Thế nên mình sẽ không ra clip treo điểm đâu nhé. Nghĩ sao thằng đánh, cây hộp mặt ra để lấy cục vàng, còn đứa treo điểm thì nhận nhơ để ạc đó xong tự động có cục vàng. Đó thì được cái danh cục vàng thôi, chứ đánh cứ như sỉ nhục mấy đứa on cham như mình ấy. Hồi trước không có như vậy đâu nha, on cham được mọi người hâm mộ, cũng như được mọi người tin tưởng lắm. Còn bây giờ thì sao, on cham chả đáng giá một đồng luôn, toàn mấy ông treo điểm với mấy ông đi thuê, đánh kỹ năng kém nhưng cứ muốn thể hiện. Thế là kết quả là gì? Kết quả là giờ on cham bị người ta khinh thường, cũng như chả được mọi người tin tưởng gì nữa. Có khi gặp on cham còn dễ thua hơn gặp mấy bạn thường thường nữa, chỉ có mỗi mình, không có nói đến búp bẩn, không nói đến treo điểm, không thuê cày. Kỹ năng đánh Elan thì nó lại là quá thượng thừa rồi, với số trận là 2.500 trận, với tỷ lệ thắng là 65%. Thì xin mấy bạn hãy chọn ra một cái tên có thể đánh Elan xuất sắc hơn mình đi. Hãy lên nhớ mình chỉ đánh ở danh cao nhé, toàn chiến tướng 70 sao trở lên thôi, có mùa mình đã chạm mốc 200 sao rồi đó. Còn mùa này thì như các bạn đã thấy, mình không có thời gian đánh lắm, nhưng mình vẫn ở mức danh chiến tướng 60 sao cho anh em nhé. Nếu anh em muốn gặp mình thì hãy ở mức danh 70-80 sao đi nhé, mình sắp lên tới đó rồi. Mà mùa này mình nhận kèo solo vui vẻ, giao lưu với anh em nhé, kèo nào thì anh em tự chọn nha, mà nhớ chọn cân bằng xíu nha. Chứ chọn kèo Tozo với Taza là đánh tới sáng ngày mai cũng chưa phân thắng bại đâu nè. Nếu mấy bạn muốn solo kỹ năng vui vẻ với mình, thì comment xuống dưới nhé, kèo gì thì anh em nói luôn nhé, nếu mình đồng ý thì cứ thế mà triển khai thôi nè. Tiện thể cho anh em lên TV luôn, một công đôi việc, mà thắng thua mình không quan trọng đâu, miễn là tạo ra không gian giải trí, cũng như không gian chơi lành mạnh cho mọi người là được. Chứ mình biết ở đây có một đống số ông có kỹ năng hơn mình nhiều, mình thì mình kỹ năng có hạn, nên thắng thua cũng bình thường với mình thôi. Thua thì nhận là thua, thắng thì anh em cần về tập luyện thêm, mình không có đặt nặng thắng thua cho lắm, miễn là anh em có động lực chơi và vui vẻ là được. Mà mấy bạn có muốn mình lập ra một cái giúp, để tạo ra một môi trường lành mạnh, vui vẻ, cũng như tạo ra một môi trường có thể làm quen với nhau không, mình tính tạo ra để cho anh em vô đó để nói chuyện, trao đổi, thông tin với nhau ấy. Nếu muốn thì comment xuống dưới nhé, nếu số lượng đông đông, thì mình sẽ lập ra một cái giúp, vô đó rồi thì cứ tự tin làm quen với nhau nè. Trở lại với trận đấu, như mọi người đã thấy, với kỹ năng của mình, thì từ đi rừng với con bài Elan phế là từ không có trong từ điển của mình nhé. Với những pha bay múa, lạng lách canh võng của mình, thì không một chiêu nào của Jack có cơ hội chạm vào được người mình luôn nè, quá là kỹ năng thượng thừa rồi. Trận đấu do mình kiểm soát quá là hay, khiến cho Gian Tilo không thể farm được bãi rừng nào, mình mà đã ép là không bao giờ có thể để lộ ra một khoảng trống nào để rừng tem bạn farm được. Chứ như các bạn đã biết, một khi con Gian Tilo được farm lên level 12 cái, là nó múa liên hồi luôn ấy, mua từ tế đàn nó ra tế đàn mình luôn cũng được. Nó vừa trâu, vừa cơ động, lại còn có lượng hồi phục nữa, thế thì thứ nào chịu cho nổi. Trận này thì mình chiêu cho ông dắt bên kia, chắc ông cay lắm rồi, mà chưa có cơ hội được trả thù thôi. Mỗi lần ông đá, là một lần mình mắc cười, đá không bao giờ trúng luôn với đau chứ. Còn giờ thì mình sẽ ăn đi con rồng, để chuẩn bị cho công cuộc đầy thẳng thắng luôn của tem mình. Đầu trận thì tem bạn có lợi thế hơn tem mình nhiều lần, nhưng lại không biết ăn đi các mục tiêu quan trọng khiến cho bây giờ phải trả giá đi một ván đấu. Liệu như thế có là quá đắt không đây, khi sức mạnh của mình cứ dần dần tăng tiến lên. Hiện tại mình đang rất là áo lượng vàng đối với tem bạn, khi mình đã lên gần hết trang bị rồi, nhưng sờ bê cũng như rừng mới lên được có 2-3 món đầu. Thế thì sao có thể đủ chống chịu cho mình bắn được, mới cho 2-3 bắn mà tem bạn đã mất cả một đống máu luôn rồi. Giờ nhiệm vụ của mình rất là đơn giản, cứ nào vào bắn đi cái trụ càng nhanh thì càng tốt mà thôi. Chứ bây giờ sao mà tem bạn thủ đi cho được. Kỹ năng cũng như lượng vàng đã ao đi quá nhiều rồi, vừa có sức mạnh, vừa có kỹ năng khó có thể làm khó được tem mình lắm. Một mình là đã đủ đưa tem bạn về tế đàn hết rồi, các bạn đã thấy sự khác biệt khi có cây cung tà ma chưa? Cân 3 cân 4 là điều đơn giản khi các bạn lên bưu đồ này, bưu đồ đã được mình xài rất nhiều trong khoảng thời gian qua nhé. Nếu mấy bạn còn thắc mắc nào thì cứ comment xuống dưới cho mình biết. Còn trận đấu đến đây chắc cũng đã đến hồi kết rồi, chiến thắng quá áp đảo dành cho tem mình. Còn giờ thì đã đến hồi kết, nếu các bạn thấy video hay, hấp dẫn thì đừng ngại, cho mình một like một đăng ký kênh nhé. Trận đấu này cũng rất lâu rồi, lên mức danh không chính xác với thời điểm hiện tại đâu nhé, thế nên đừng có lém gạch đá vô mình nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha.
Mãi yêu mọi người đã luôn ủng hộ mình trong khoảng thời gian qua và mong mọi người thời gian tới cũng vậy nhé. Mình sẽ cố gắng ra những clip cho mọi người cùng coi và cùng đánh giá nha.